bắt kịp các nhà sản xuất Android về 5G. Giống như các công ty lớn khác, Apple được cho là đang thiết kế chip 5G dành cho iPhone, nhưng nỗ lực này không thể được thực hiện trong tương lai gần. Theo một báo cáo từ The Information, Apple sẽ không thể tự lắp đặt modem -E 5G trên iPhone cho tới năm 2025 tới do những hệ quả từ cuộc chia ly trong quan hệ hợp tác với Intel. Trước đó, TVKSG tiết lộ rằng Apple từng cân nhắc hợp tác với Intel về việc phát triển 5G. Nhưng sau đó lại chuyển sang thỏa thuận với Qualcomm do ban lãnh đạo Intel quá bảo thủ, không chịu tiếp nhận những công nghệ mới, dù công nghệ này hứa hẹn sẽ mang tới kết nối nhanh hơn và cho phép triển khai các dịch vụ nâng cao dựa trên điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Ở chiều ngược lại, việc mất đi một khách hàng lớn như Apple đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực tìm kiếm hướng đi thay thế cho chip máy tính cá nhân của Intel. Vài giờ sau khi Apple công bố thỏa thuận với Qualcomm vào tháng trước, Giám đốc điều hành Intel, ông Bob cho biết trong một tuyên bố rằng công ty không triển khai hợp tác kinh doanh điện thoại thông minh 5G vì họ không thấy con đường nào dẫn đến lợi nhuận. Việc chuyển đổi nhà cung cấp chip xử lý ngay giữa bối cảnh bùng nổ 5G sẽ gây ra tác hại lớn với Apple. Ngay cả với sức mạnh của gã khổng lồ Qualcomm, hãng cũng không thể ngay lập tức thiết kế và sản xuất CHIP 5G cho Apple trong năm 2019. Trước đó, Apple đã buộc phải chấp nhận nhượng bộ để thanh toán các khoản phí sử dụng chip của Qualcomm trên sản phẩm của mình đồng thời đạt được thỏa thuận cấp phép mới từ phía Qualcomm với thời hạn 6 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019. Chuyên gia phân tích mình, Chi từng sớm dự đoán rằng Apple sẽ chưa thể công bố 5G cho tới cuối năm 2020, thậm chí là 2021. Tuy nhiên theo nguồn tin từ The Information, ban lãnh đạo Apple đã họp với các kỹ sư của mình và kết luận rằng họ chỉ thực sự sẵn sàng cho 5G vào năm 2025. Như vậy, trong bối cảnh các hãng Android như Huawei, Samsung, Oppo, Google đều đồng loạt chuẩn bị sẵn sàng tích hợp 5G trên smartphone của mình vào năm 2019, thì Apple có thể phải ngồi chơi xơi nước tới 6 năm và bỏ lỡ phần quan trọng nhất của cách mạng chuyển đổi trên thiết bị di động. Nguyễn Nguyễn